cùng nhau đứng cạnh Tera và Kika để chụp hình nha. Chị đếm 1, 2, 3, tụi mình cùng nhau cười tươi lên nào. Chuẩn bị 1, 2, 3. Đúng rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Vậy là chúng ta còn 2 người bạn nữa chưa xuất hiện. Các bạn có biết không? Đây, cái này ở nhà luôn nè. Còn 2 người bạn nữa. 2 người bạn nữa là ai nè? Bạn nào? Bạn nữa đúng có hai người bạn nào đó. Đây là đội trưởng của việc đội siêu anh hùng team đi. Bạn ấy có một mái tóc màu cam nè, rất là khỏe mạnh và giỏi thể thao luôn. Bây giờ Tera và Pika, hai bạn bước sang bên tay trái một bước nha. Mình bước sang bên tay trái một chút để các bạn nhỏ thấy hình bốn người bạn trên khu vực sân khấu. Rồi các bạn có đoán được người bạn của Suzu thì vừa mới đưa phải là bạn nào không? Đúng rồi, đó chính là anh bạn Chun luôn. Vậy là chúng ta còn sự xuất hiện của bạn Kilo và Chun lại nha. Pika và Tera có muốn cùng với chị Tutu mình đi một vòng quanh sự kiện của tụi mình để xem các bạn nhỏ đang làm gì không? Được rồi, các bạn ơi, mình cùng nhau dẫn đường cho Pika và Tera tham gia sự kiện TV là tuổi thơ của chúng mình nha. Rồi, dẫn từ từ thôi nè, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ấy xuống khỏi khu vực sân khấu. Dẫn đi anh, dẫn ra ra đi đi. Vì trên khu vực sân khấu có rất là nhiều đèn nên Tera và Pika cẩn thận nha. An toàn, bây giờ chúng ta cùng nhau đến với từng khu vực đồn nè. Đây là khu vực trải nghiệm máy game của TD. Các bạn nào đã chơi máy chơi game chưa? Các bạn nào chơi game chưa? Bạn nào chưa chơi game thì mình hãy đến đây trải nghiệm nha. Còn phía sau lưng chị Susu là khu vực bàn trải nghiệm của đồ chơi từ các hãng như TD Toy nè, đất nặng của Play-Doh và cả những bạn kỳ lân và búp bê xinh đẹp của hãng Hasbro nữa. TD ơi, TD bạn Pika ơi, Pika có biết các bạn nhỏ đang làm gì không? Các bạn đang làm gì vậy? Kể cho bạn Pika nghe với. Chơi đất nặng. Dạ bé chơi đất nặng. Đúng rồi, các bạn ấy đang nặng rất là nhiều món đồ ăn luôn. Tera cũng muốn chơi cùng với các bạn hả? Rồi các bạn ơi, mình cùng nhau hướng dẫn Tera chơi với nha. Bạn này đã làm được 2 chiếc bánh donut rồi nè. Các bạn ơi, mình cùng vẫy tay chào Pika nào. Chào Pika. Tera ơi, bây giờ mình tới chỗ kia nha. Chị Tutu thấy ở chỗ kia có đông bạn nhỏ đó. Đây là khu vực trải nghiệm hồ Pachuno. Pika ơi, ở đây còn một khu vực hồ bay nữa nè. Bây giờ chị Tutu sẽ có một trò chơi nhỏ cho các bạn. Đó là chị Tutu đố các bạn hồ banh của chúng ta có những quả banh gồm những màu sắc nào? Gồm màu sắc nào? Bạn nào kể được hết để cha. Màu xanh gì? Tụi mình có tới 2 màu xanh lận. Xanh lá, xanh dương. Xanh lá, xanh dương có đủ hết luôn. Đúng rồi, Pika đang cầm trên tay nè. Rồi còn màu gì nữa không? Còn một màu nữa. Coca. Đúng rồi, hai bạn đã trả lời hoàn toàn chính xác. Chị tặng quà cho bạn nha. Còn cô bạn này có quà chưa? Ok. Rồi, Pika ơi, Pika ơi, tụi mình còn một khu vực nữa kìa. Mà chị Susu biết là khu vực này Pika rất là thích luôn đó. Pika có biết là khu vực gì không? Đây là khu vực Pika Color Studio, nơi mà các bạn nhỏ đang tu tưởng. Các bạn nhỏ ơi, các bạn có biết khu vực đó ở đâu? Chỉ các bạn Pika với ở đâu? Đúng rồi, mình cùng nhau dẫn đường cho Pika và Tera đến khu vực Pika Color Studio nha. Pika ơi, ở bên đây các bạn nhỏ đang tưởng tượng nè. Tại khu vực đồ chơi, cửa hàng đồ chơi ở đây nè, ở đây nè. Thank you.
đang suy nghĩ, Mika đang suy nghĩ. Các bạn có đoán được đó là ai không? Báo gì á nội? Nhân vật này có phải là cầm một cây búa rất là nặng không đi ca? Đúng rồi, đó chính là anh Hùng Thơ. Các bạn nghe cùng nhau không phải nhất đi ca nào. Đây đang có muốn chơi không? Bây giờ Mika đã diễn tả hành động của siêu anh hùng rồi, thì bây giờ Tera phải diễn tả hành động của các bạn công chúa Disney nha. Để xem ở đây chúng ta có mô hình công chúa Disney nào không ta. Trang bị Disney tôi cùng nhau hướng dẫn cho tụi mình với. Đây, ở đây tụi mình có búp bê đồ chơi của công chúa Ariel này, tiên cá nè. Tuổi thơ, bạn nào muốn biết phần quà đó là gì, chúng ta hãy nhanh chóng tập trung vào khu vực sân khấu.